thì em xem coi là đúng hay sai. Sai. Đâu, sợ sai. Quy luật hiệu suất sử dụng yếu tố vào có xu hướng giảm dần. Ok, tóm lại là gì? Quy luật hiệu suất giảm dần là như nào? Nếu doanh nghiệp tăng tất cả yếu tố đầu vào với cùng một tỷ lệ thì sản phẩm cận biên sẽ giảm dần. Đúng mà. Sản phẩm cận biên tức là gì? Sản MP. phẩm cận biên MP MPL. MPK, MPL đều vậy. Thì nó sẽ bằng là gì? Vâng. Delta Q chia ra K Rồi của ạ. L. Đúng không? Mình thấy Rồi là gì? ạ. Bây giờ cứ thêm một ấy thì cái Q sẽ ít hơn, cho nên càng ngày cái MP càng giảm. Đúng không? Đây này. Nó bảo là giảm từ quy mô mà. Thì khi đó mình Vâng. có phải là khi tăng thì nó giảm ít hơn. Khi tăng nó tăng ít hơn, cho nên cái MP này càng ngày càng giảm đấy. Rồi ạ. Đây phải là một câu. Đúng. Đúng chưa? Đấy, nó là tăng yếu tố đầu vào với cùng một tỷ lệ thì sản phẩm cận biên sẽ giảm dần. Đấy, tức là càng ngày càng tăng nó càng ngày càng giảm. Đúng rồi. Cận biên tức là mình phải lấy cái sau trừ cái trước rồi. Đấy. Số 9. Một hãng chỉ sử dụng hai yếu tố đầu vào là vốn và lao động thì điều kiện này chỉ là điều kiện cần chứ không phải điều kiện đủ. Đúng không? Đúng. Đúng luôn. Đấy, vì điều kiện đủ nó còn phải thỏa Bởi mãn vì nó cái có một đường. cái điều kiện nào đó ở dưới nữa hay sao ấy. Mình biết rồi, điều kiện Cái cần đây gì là là thế? bên ngân sách hay tức là bên người tiêu dùng, người sản xuất đều vậy. Nó có điều kiện cần và điều kiện đủ. Trong đó điều Rồi. kiện cần là gì? Hai hệ số góc bằng nhau. Còn điều kiện đủ Rồi. ấy là gì? Nó phải thỏa mãn cái đường Đường ở dưới dưới. đường ngang ấy, nó chéo ấy, đúng không? Đường ngang ngang. Chéo ấy. Đường chéo mà một đường thẳng ấy. Thế còn đường chéo và một đường thẳng nữa. Nó thẳng ấy chứ nó không bị bấp bênh ấy. Ừ, hiểu. Được chéo là được mà. Chéo không thẳng à? Ok. Một hãng sử dụng vốn và lao động để sản xuất ra một lượng đầu ra nhất định. Nếu giá của vốn giảm sẽ làm tăng số lượng lao động được sử dụng để sản xuất ra cũng lượng đầu ra như cũ. Đọc mình thấy lúa không? Em nghĩ là sai. Tại sao? Tại nếu mà giá nó giảm rồi ấy, mà nó tăng lượng lao động lên thì cái sản xuất ra thì nó phải nhiều hơn chứ. Cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Đây. Như này nhá. Một hãng sử dụng vốn và lao động để sản xuất ra một lượng đầu ra nhất định. Vâng. Cùng một lượng Q. Nếu giá của vốn Rồi. giảm sẽ làm tăng số lượng lao động. Rồi ạ. Giá vốn tức là gì? Là V kép. Từ từ quên. Giá vốn là cái gì? R. R giảm. Thì bảo làm sao? R giảm sẽ làm tăng số lượng lao động, tức là tăng L. R giảm tăng L thì làm L tăng. Đúng không? Vâng. Mình thấy hai nhân tố đây là gì? Hai nhân tố nào? Đấy là gì? Mình có K và L chứ. Tức là K tăng thì L giảm, K giảm thì L tăng. Nhưng mà đây Vâng. là gì? Đây là R mà, đâu phải K. À, đây là R. Đâu phải K đâu. Được chưa? À, cứ đi với L là phải có K Còn R ấy. này, R là giá của K. Thì khi R giảm thì K sẽ nhiều hơn chứ. Chứ đâu phải L nhiều Ok. hơn. Các bạn. Đây một câu sai đúng không? Ok. Đấy, để giữ nguyên sản lượng thì tăng L phải thì phải giảm K và ngược lại đây. Vậy. Đây là nói cái gì ấy? Rồi. Tiếp theo, khi chi phí cận biên tăng thì chi phí bình quân cũng tăng. Đúng không? Không. Giải thích như nào? Chỉ một trong hai cái tăng hoặc giảm thôi chứ. Đó, trời ơi, cứu tôi. Đây là nó liên quan đến cái lý thuyết ấy, cận biên và bình quân ấy.
Cận biên tăng thì chi phí bình quân tăng. Mê khó thế. Thế em nhớ nhớ lúc nãy không, anh bảo rồi khi cận biên lớn hơn bình quân thì bình quân sẽ Tăng. nhưng mà mình có học cái nào là chi phí cận biên tăng thì chi phí bình quân cũng phải tăng không? Hình như có. À. Hoặc là không. Không, Không. không liên quan, đây là sai. Vì nhá, mình bảo là gì, vì chỉ có là gì khi MC lớn hơn AC đúng không, C. thì AC tăng chứ Còn không có không có cái như này đúng trường không, hợp vâng chứ không có cái chi phí cận biên tăng thì chi phí bình quân cũng phải tăng, liên quan đến nhau. Chẽ nhà hàng xóm đồng giàu thì nhà mình cũng phải giàu à, ý vâng có liên quan không, chẳng liên quan đến nhau cả đấy. Chỉ có khi cái hai này có tỷ lệ với nhau thôi, hoặc là lớn hơn nhỏ hơn nhau thôi thì mới biết. Còn đây nó mình đang không biết là lớn hơn hay nhỏ hơn, mà nhiên nó bảo thằng này tăng thằng kia cũng phải tăng, không phải đúng không? Tiếp theo, vâng khi chi phí bình quân giảm thì đường chi phí cận biên nằm dưới đường chi phí bình quân. đường chi phí cận biên nằm dưới đường chi phí bình quân. Đấy, như đã nói rồi, không thể bỏ sót một cái gì được. Để luôn. Đây. Chi phí cận biên là MC. Ngồi ạ. Chi phí bình quân là ATC. ATC. Khi MC giảm thì nó bảo gì? Khi MC giảm thì gì? Thì đường chi phí cận biên nằm dưới đường chi phí bình quân. Chi phí này cận biên nằm dưới chi phí bình quân. Chi phí cận biên nằm dưới đường chi phí bình quân. Cận biên nằm dưới chi phí bình quân. Không, cận biên nằm trên mà, cận biên luôn nằm trên, được Cận chưa? biên là cao nhất này anh. Cận biên nó sẽ là cái đi qua trung điểm của hai cái bình quân, trên nó sẽ luôn nằm trên. Kể cả nó giảm ấy thì nó giảm thì cái này nó sẽ làm sao, nó sẽ không dốc lên nhảy nữa mà nó sẽ kiểu Thoải thoải. ít hơn tí đúng Vâng. đấy, chứ không phải là nó dưới luôn được, nó không dưới được đâu. ATC luôn dưới MC nhá. Đấy, ở cái điểm Vâng. này thì rõ ràng là khi mở cái điểm đoạn này thì MC dưới ATC. Nhưng mà đoạn này nó trên. Chưa? Nổi ạ. Đây là sai đúng không? Rồi ạ. Tiếp theo. Này. Đây. Còn chắc biết này. Và Chi phí cố định tăng theo sự gia tăng của mức sản lượng đầu ra. đúng hay sai? Cố định là FC. Ừ. Tăng theo sự gia tăng của mức sản lượng đầu ra. Ừ. Em nghĩ là sai. Vì sao? Bởi vì nó là cố định mà. Ừ, đấy. Mình thấy không? Cố định rồi còn đòi tăng. Bị làm sao vậy? Đúng không? Vâng. Cố định như mình đã nói rồi, nó là FC như kiểu máy móc nhà xưởng ấy. Về sản lượng tăng chẳng lẽ mình phải làm cái máy móc à nữa, đúng không? Không Vâng. phải. Đấy, chỉ vì cố định thì nó luôn cố định như vậy rồi. Kể sản lượng thì bao nhiêu nó cũng vẫn như vậy, kể cả em không sản xuất thì em vẫn phải trả chi phí cố định. Chưa? Rồi ạ. Đấy, như kiểu tiền thuê nhà xưởng ấy, chẳng lẽ không trả. Đấy. Tiếp theo, đường chi phí cố định bình quân luôn có độ dốc âm. Đây, đường chi phí cố định bình quân này là AFC. Mình thấy đây. Nó luôn đi xuống. Như vậy là nó âm, Đúng luôn rồi. âm. Luôn có độ dốc âm. Ừ. Đúng hay sai? À, đúng ạ. Đấy, cứ đi xuống ở độ âm đúng không? Được rồi, xong. Đến câu này là cấu Nặng trúc thị đi trường. anh. Hả? Cấu trúc thị trường đi anh. Ok. Trong cấu trúc thị trường này mình sẽ học về hai cái. Đấy là độc quyền và cạnh tranh hoàn hảo. Vậy thôi. Đấy, thì nó cũng chỉ hỏi về độc quyền và cạnh tranh hoàn hảo thôi. Mình sẽ tiếp tục chuyển đến nhá. Đấy, Anh phải đẳng cố cấp. gắng lên để em được điểm A. Chị em phải cố gắng chứ rồi. Sợ anh lại cố gắng. Trời Em mệt mỏi quá. ơi. Ok. Phân loại cấu trúc thị trường. Thôi, bỏ qua đi.
Mà cô nói không nhỉ? Vâng. Thôi không cần đâu anh. Không cần đâu. Ok nhá. Vào thì tự chịu nhá. Rồi. Tóm lại thì ở đây nó sẽ là có một cái phần là phân loại cấu trúc. Tức là em phải hiểu được đấy mấy cái loại hình này này. Tức là bản chất là mình có bốn cái như này. Có trường ấy, người ta đi học cả bốn cái. Nhưng mà như đa số các trường ấy chỉ học hai cái thôi. Đây là cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền. Chứ còn độc quyền nhóm và cạnh tranh độc quyền ấy thì sẽ không nói. Nhưng mà vẫn cần phải phân biệt ở đây. Kiểu vậy. Hai Ok. cái. Đấy thì như đã nói rồi, đầu tiên mình sẽ nói về cạnh tranh hoàn hảo. Cạnh tranh hoàn hảo ấy thì là một trạng thái tồn tại của thị trường xã hội. Ở đó, nhiều người mua, nhiều người bán. Quyết định và người mua và người bán đều không ảnh hưởng đến giá cả thị trường. Được chưa? Thì có thể ví dụ như thế nào? Trứng gà đi. Thị trường bán trứng gà, có nhiều người mua, nhiều người bán Có à. không? Ừ. Thì quyết định của người này không ảnh hưởng đến giá thị trường. Như kiểu một ông đang bán trứng, ông bảo thôi, ông bỏ không bán trứng nữa, có ảnh hưởng đến giá thị trường Không ạ. không? 3.000 vẫn là 3.000 thôi, được chưa? Ở quê anh 3.000 thôi, không biết ở đấy bao nhiêu nhá. Ok. Vâng. Ừ. Cứ mặc định nó là 3.000 đi. Đấy. Và đặc điểm này, đấy mình nhìn đặc điểm mình sẽ rõ hơn. Thứ nhất là có vô số người mua và vô số người bán. Đấy rất nhiều đúng không? Như ở cái chợ bình thường ấy thì có trứng gà này, trứng vịt này, rồi gạo gộp đi đúng không? Phải có vô số không? Vâng. Thứ Vô hai là số. cùng bán một loại sản phẩm độc nhất. Nhớ là sản phẩm trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo ấy là độc nhất. Rồi ạ. Trứng gà đây là trứng gà thôi đúng không? Vâng. Đấy, bản chất là nhìn là như vậy. Lúa gạo nó vẫn là lúa gạo. Mặc dù trong đấy nhá, nó vẫn có các loại khác nhau. Kiểu gà ta, gà tây này, gà độc tảo này, gà gì đấy. Đúng không? Lúa gạo thì có gạo này, gạo kia. Nhưng mà tóm lại ấy, thì nó gọi vẫn là đồng nhất đúng không? Vì nó đều để ăn thôi. Đúng không? Trứng Rồi đều là ạ. trứng, gạo gì là gạo. Thông tin thị trường là rất hoàn hảo. Tức là sao? Tức là ấy, em tự biết là quả trứng nó hình gì rồi. Chứ không cần ai phải nói đây quả trứng đây nhá. Nghĩa là Đúng có sẵn rồi ấy, anh. Kiểu cái thông tin thì nó rõ ràng á. đúng rồi, rõ ràng thông tin thị trường là rất hoàn hảo. Tức mình biết quả trứng nó như này rồi, đập ra nó có lòng đỏ, lòng vàng rồi. Đúng không? Ok. Rồi giá nó là bao nhiêu rồi? Do con gà đẻ ra rồi, đúng không? Chứ không phải do con người, kiểu vậy. Đấy, thông Ok. tin là rất hoàn hảo chưa? Rồi ạ. Đấy, thì đấy chính là thị trường hoàn hảo. Và tiếp theo, không có gì cản trở việc gia nhập hay rút khỏi thị trường. Rõ không? Dễ không? Có ạ. Ừ. Ví dụ em bây giờ nhá, nhà em có một đàn gà, tiên hôm nay nó đẻ nhiều trứng quá, em không ăn hết, em mang ra chợ bán, có ai cản trở em không? Không ạ. Hôm sau gà nó tự nhiên nó bị gì, nó không đẻ nữa. Thì không có trứng nữa, không bán nữa, có ai cản trở gì không? Không ạ. Đấy thì rõ ràng là cái việc cản trở hay gia nhập thị trường ấy, tức là việc gia nhập và rút khỏi thị trường ấy chẳng có ai can từ từ Chẳng có người ta ai còn ngăn đang còn cản chẳng có ai ngăn cản cả đúng không? cả. Ok. Tiếp theo, doanh nghiệp cạnh tranh nào không có sức mạnh, không có sức mạnh thị trường. Nhớ nhá, sức mạnh này là biết là gì không? Không phải sức mạnh là cơ bắp các thứ đâu, Mà là tăng giảm giá. Sức mạnh thị trường là tăng giảm giá. rồi ạ. Ừ, không phải sức mạnh cơ bắp mà. Ui giời, tao cơ bắp này tao phải bán được nhiều trứng đâu đúng không? Không liên quan luôn. Đó là gì? Ok. Không có sức mạnh thị trường tức là không có sự tăng giá được đấy. Giả sử đang ở một cái chợ, tất cả đều bán trứng gà 3.000 thì ông ra ông bán 5.000. Ai mua không? Không. Không. Đấy, không có sức mạnh thị trường là như vậy. Đó, không có gì tăng giảm giá được. Có độc quyền thì có đúng không? Độc quyền em thấy là gì? Bởi điện nước đi mà tăng giảm giá thì vẫn mua thôi đúng không? Vì điện vẫn vẫn phải Vâng. dùng và nước vẫn phải dùng. Tiếp theo, doanh nghiệp là người chấp nhận giá vì sản lượng của doanh nghiệp là rất nhỏ so với sản lượng của thị trường. Đấy, tức là bây giờ em cầm trứng ra bán thì em phải chấp nhận giá. Bây giờ ở chợ đang là 3.000 thì em phải bán theo giá 3.000 thôi. Bởi vì sản lượng của em là rất nhỏ đúng không? Bởi vì em không bán nữa Vâng. thì không có mợ thì chợ vẫn cứ đông thôi đúng Rồi ạ. không? Ừ. Đấy, cho nên sản lượng của mình rất nhỏ so với thị trường. Đó, cho nên phải chấp nhận giá thị trường. Như vậy thôi. Mà nhớ, đường cầu của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo là đường nằm ngang. Đường cầu. Ok. Bởi vì sao? Bởi vì là người chấp nhận giá mà. Thì nó nằm ngang luôn. Tức là nó giá cố định Rồi luôn. ạ. Thì nhớ nhá, đấy là đường cầu của doanh nghiệp thôi. Còn đường cầu của thị trường ấy thì nó vẫn nằm đường dốc xuống. Rồi Được không? ạ. Đây, nó rõ hơn này. Thị trường đây. Thị trường thì đường cầu dốc xuống. Cả thị trường ấy, cả thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì đường cầu dốc xuống. Nhưng mà ấy, nếu mà nói mỗi doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo thôi thì đường cầu là đường nằm ngang. Rồi, ok, đã hiểu. Ngang này này. Và nhớ này, chú ý ở đây ấy,
cái đường cầu này này nó sẽ bằng MR bằng AR luôn. Tức là bình quân và cận biên nó như nhau. Ở cái MR này và AR này. Vì này, mình thấy AR bằng gì? AR bằng doanh thu chia cho sản lượng. Mà doanh thu lại bằng P nhân Q. Rồi. Thì P nhân Q chia Q phải bằng P không? Có ạ. Tương tự với MR. TR là gì? TR là P nhân Q đúng không? Vâng. Thì MR bằng đạo hàm của TR. Thì đạo hàm theo Q sẽ còn gì thôi? Đạo hàm theo quy thì chỉ còn P. Ừ. Thì tóm lại là P đây bằng MR bằng AR. Tại sao anh đã nói rồi đây đúng không? Ừ. Như Bởi vậy vì là đường cầu của thị trường là đường dốc xuống, còn của doanh nghiệp là đường nằm ngang. Ok. rồi và đây nhá, ở đây thị trường chứng khoán hảo để em nhớ giúp anh luôn, đấy là cái điều kiện tối đa hóa lợi nhuận thì vẫn là MR bằng MC. Tuy nhiên ấy, MR mình vừa bảo bằng gì rồi MR thì bằng P. đấy, cho nên người ta chỉ chốt lại một cái thôi, MR bằng MC bằng P, tức là gì, tóm lại cứ nói đến doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo thì em nhớ đấy là MC bằng P, đấy là điều kiện tối đa lợi nhuận Ok. MC bằng P thôi. Thật ra em cho MR MC thì vẫn ra cái quả giống thôi, vì bản chất MR tạo hàm chắc chắn bằng P. Nhưng Nhưng mà mà nó giống tổng, ở đâu nó giống cái tối đa hóa lợi nhuận mà đúng không anh? thì đây vẫn là tối đa lợi nhuận mà, Thế sao nó phải làm hai cái làm gì? Nó phải nói làm hai cái làm gì? hai thị trường khác nhau, một là độc À. quyền, hai là cạnh tranh, khác nhau chứ. Cái này là đang là cạnh tranh phải không ạ? Ừ, cạnh tranh hoàn hảo. Cạnh tranh hoàn hảo. Ok. Thì em cứ nhớ thôi, với cạnh tranh hoàn hảo thì tối đa lợi nhuận khi và chỉ khi MC bằng P. Vì bản chất là MR bằng P rồi mà. Thì bây giờ mình chỉ cần cho MR MC, tức là MC bằng P luôn cho nhanh. Vâng. Ừ. Này có 3 trường hợp. Lớn hơn không một lãi, nhỏ hơn không một lỗ rồi. Thì nhá, ở cái này ý, thì mình còn phải xem doanh nghiệp sẽ đóng cửa hay tiếp tục sản xuất. Được chưa? Doanh nghiệp tiếp tục sản xuất Rồi hay đóng ạ. cửa ở đây. Rồi. Thì mình sẽ có ở đây này. Với quyết định về sản lượng trong ngắn hạn ấy thì trong cái cạnh tranh hoàn hảo này mình cần phải nhớ nữa, đấy là nó có hai cái mức giá rất là quan trọng, giá hòa vốn và giá đóng cửa, được không? Giá hòa vốn và giá đóng cửa, tức là tại mức giá này thì doanh nghiệp hòa vốn, tại mức giá này thì doanh nghiệp đóng cửa. Ok vậy này, mà mình nhớ Rồi. này, P hòa vốn bằng ATC min, mà ấy, mấy cái này min ấy khi và chỉ khi nó bằng MC, tức là ATC min khi và chỉ khi ATC bằng MC, còn AVC Ok. min khi và chỉ khi AVC bằng MC. Vậy thôi. ATC, AVC, MC đã nói cách tìm rồi, lấy chia quy, lấy chia quy đạo hàm đúng không? Rồi ạ. Thì này, mình nhớ với nếu mà cái giá thị trường ấy lớn hơn ATC min thì tối đa hóa lợi nhuận. Thì mình thấy này, nếu mình đang sản xuất mà đang tối đa hóa lợi nhuận thì mình có tiếp tục sản xuất không? Có. Ừ. Đấy thì sinh ra tiếp tục sản xuất đúng không? Còn với P bằng ATC min thì có sản xuất đâu? Hòa vốn nhá. Hòa vốn nhưng vẫn tiếp tục sản xuất. Thì vẫn sản xuất được thôi. Ừ. Thì có vẫn làm nếu có thể thì vẫn tiếp tục sản xuất. Tại sao? Thì nó hòa vốn mà chứ nó đâu có lỗ. Thì, nhưng mà nó hòa vốn mà đâu có lãi. Nhưng mà hòa vốn thì nhiều người vẫn vẫn muốn bán tiếp, chẳng may nó lại doanh thu nó nhiều lên thì sao? Đúng không? Thành ra em giảng cho anh luôn quá. Ok. Nhưng mà nhá, có một cái đây đấy là nói cho đúng hơn này. Đấy là sao? Bởi vì bây giờ hòa vốn đúng không? Ví dụ nhà xưởng của em, nhà xưởng của em thuê 3 năm rồi, bây giờ mới năm đầu tiên rồi đang hòa vốn rồi. Thế mà nếu em không sản xuất nữa thì nhà xưởng em vẫn phải để đấy 3 năm. Vẫn phải trả chi phí Có ạ. không? Ừ. Thì người ta sẽ tiếp tục sản xuất để bù đắp toàn bộ FC, chi phí cố định ấy. Rồi ạ. Đấy, thì sẽ bù đắp toàn bộ FC luôn. Thứ hai, thứ ba đi, nếu AVC min nhỏ hơn P và nhỏ hơn ATC min, tức là nó nằm trên điểm đóng cửa và nằm dưới điểm hòa vốn, tức là đang lỗ rồi đấy. Rồi. Dưới hòa vốn đang lỗ nhưng mà vẫn sản xuất để bù đắp một phần FC thôi. Nó sẽ liên quan đến cái chi phí cố định. Vì lỗ nhưng mà vẫn vẫn sẽ tiếp tục để bị, bởi vì nó vẫn bù đắp được một phần FC mà. Ok. Nếu không sản xuất thì mình lỗ hết FC luôn. Đúng không? Ok. Còn tiếp tục, nếu P nhỏ hơn AVC min thì hết cách rồi, nhỏ hơn giá đóng cửa thì phải làm sao thôi, nhỏ hơn Đóng bằng đấy, cửa. đóng cửa thôi, đóng cửa
bởi vì lỗ toàn bộ FC rồi. Bây giờ ấy, sản xuất xong nó chưa bù lỗ xong ABC thì nó làm sao mà bù lỗ được Nó đã FC được. không trên. Đấy, không phải nào bù Ok. lỗ được FC được, cho nên đóng cửa luôn. Thà đóng cửa mình chỉ lỗ FC thôi, mình sản xuất bây giờ mình lỗ nhiều hơn cả FC. Đấy, với một nhà kinh tế phải như vậy đúng không? Ta xem trường hợp nào nên sản xuất, nên đấy và vì sao. Được chưa? Đấy, trong câu bài Ok. tập, ví dụ trường Anh là thi cái bài tập ấy, người ta ấy hỏi về như thế này. Nhờ chị em trắc nghiệm thì người ta ấy hỏi tính giá và vốn thà đóng cửa thôi. Ừ. Rồi Tiếp ạ. theo là đến độc quyền nhá.